Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa, kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện nơi Zoom Phật pháp hôm nay. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2021, chúng ta đang có mặt trên Zoom Phật pháp Pháp Nhãn Temple. Lời nói đầu tiên, chúng con đê đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ chánh pháp phi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến đại chúng, thân khỏe và tâm an trong Phật pháp. Good evening, dear Dhamma brother and sister. Today is July 22nd, 2021. We are at Pháp Nhãn Temple. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the beautiful community in harmony of the Sangha. We would like to wish Dhamma sister and brother peace and joy, happiness and understanding together. Before we study, and I would like to invite the whole Sangha to listen to handbell three times. Now we keep learning. Yeah, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Today we study part 14, discover on teaching the historical Buddha. I would like to say one by one. Yes, before we study one by one, and I would like to review one person around 3 days ago. We didn't find out, but right now I find out the female lay devotee, chief disciple of the Buddha, number 10. Yeah. Yesterday only number 9, today we have one more, number 10. Ubhasika is number 10. If you not yet writing, please writing number 10. Quý vị có thể viết con số 10 của nữ cư sĩ. Female lay devotee, chief disciple of the Buddha. Number 10, Miss Kali Kulagarika, the female lay devotee. Have a solid, clear and lucid confidence in her say. This number 10. Nữ cư sĩ của Đức Phật thứ 10 đó là tên là Kali Kulagarika, nữ cư sĩ có cái lòng tin vững chãi, rõ ràng và minh mẫn, sáng suốt trong cái lời đồn in here say. Because in the Buddha time, sometimes somebody practice Buddha teaching, but sometimes they hear someone say something, they hear another person say something, different person say something. But other time, only in the house, in the temple, but go to the main gate, go to the gate of the temple. Other time, tell that story, bring that story, tell different word. In the temple or in the family, tell this way. But go out of the house, out of family, or out of the temple, or out of monastery, or out of vihara. Other time, only the gates, main gates. Other time, tell someone different way. That's why. But this person, Miss Kali
Kulagarika, the female lay devotee, had the solace clear and loses confidence in her hair say. Thì thưa đại chúng, cái người nữ cư sĩ thứ 10 á, tên là Kali Kulagarika, thì cái vị này á là có cái lòng tin tỉnh tính và trong sáng và minh mẫn sáng suốt ở trong cái lời đồn. Lời đồn ở đây quý vị có nghĩa là Đức Phật trong gia đình á thì nói như thế này, nói cái lời qua tiếng lại rất là rõ ràng, nhưng mà mới vừa ra khỏi cổng á, lại nói khác. Ở trong chùa thì nói như thế này, nghe ai cũng đồng ý như thế này, nhưng mà ra khỏi chùa, ra không chùa thì nói khác. Do đó cái cô này á, cô nói là ở trong chùa sao là ở ngoài vậy, ở trong nhà sao là ở ngoài vậy, cho nên cô có cái lòng tin tỉnh tính như vậy đó. In this case, he say this person Kali Kulagarika in the temple and out of the temple, in the temple or menge of the temple, the same idea, the same teaching, no different. Somebody only listen to in the Buddha horn, in the temple, but go out of the menge, tells that teaching or that words are different. The other time are not good for the practitioner. But here, Kali, Miss Kali, Kulagarika, the temple, monastery, vihara, and another place, the same teaching, not different. That's why she has a solid, clear, and lucid confidence in hearsay. This number 10 we revealed 2 days ago. We missed it. Right now we review this number 10. Now this we already studied, only Rita and we know. As his disciple, as the Buddha disciple became more and more crowded, the Buddha encouraged and advised them as follows. Listen, disciple, be diligent in your journey, out of peacefulness for the many, out of happiness for the many, out of compassion and benefits for life. You on, do not go on the same way. Go forward to the many different direction to propagate the Dharma and save living beings. Bring your own cultivation, peacefulness and happiness to teach other people. The Tathagata teaching are perfect in the beginning, perfect in the middle, and perfect in the end, both in the teaching and in the letter. Proclaim your holy and peaceful life to the many on over the planet. This paragraph we review 2 days ago, we already studied and discussed already. Now, this today, but 14. This new paragraph, the Tathagata will go to the direction of Uruvela to spread the truth. Listen, disciple, anciently as well as today, anciently as well as present. The Tathagata only speak up to man go. That is, Đức Phật, Đức Như Lai đó, thì các vị thì đừng có, ở đây Đức Phật dạy đó là các vị đừng có đi cùng hướng, cùng một hướng, mà các vị hãy đi khác hướng, đi nhiều hướng khác nhau. Còn Như Lai á thì đi về cái hướng Uruvela để giảng dạy chân lý. Uruvela là where the Buddha practice assisted cultivation when the Buddha practice other time around 6 years. But the Buddha will go direction of Uruvela. You see Uruvela mountain, where the Buddha practice ascetic cultivation. Thì các vị đệ tử thì đi nhiều hướng khác nhau, đừng có đi trùng một hướng. Còn Như Lai thì đi về cái hướng Uruvela để truyền bá chân lý. Hãy lắng nghe, này các đệ tử, xưa cũng như nay, anciently as well as present, anciently as well as today. Xưa cũng như ngày nay, hay là xưa cũng như nay, anciently as well as present. The Tathagata only speak up to man go. Thì Đức Như Lai á
chỉ nói hai cái điều chính. Two main goals. That is what are they? Đức Như Lai chỉ nói hai cái mục chính thôi. Xưa và nay Đức Phật nói là cái gì? First, number one, to identify suffering. Number two, transform suffering. First, identify suffering. Second, transform suffering by applying and practicing the noble eightfold path right here and right now in the present life. This is number one. This is number two. Như vậy đó, thì Đức Phật nói là Như Lai sẽ đi về cái hướng Urupala để truyền bá chân lý. Xưa cũng như nay, Đức Phật chỉ nói, tức là trong năm đầu tiên đó, lúc 35 tuổi thành đạo, tới năm 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, là có nghĩa là gì? Từ khi mà 35 tuổi tới khi 80 tuổi, tức là trong khoảng 45 năm, Đức Phật chỉ nói hai cái mục tiêu chính, đó là gì? Là nhận diện khổ đau và chuyển hóa khổ đau. Quý vị nhớ chuyển hóa nha, chứ không bao giờ mà khổ đau dập tắt hết á, mà nói là nhận diện khổ đau. Number two là transform suffering, là chuyển hóa khổ đau bằng cách là ứng dụng và thực hành bát chánh đạo, the noble eightfold path, tức là bát chánh đạo right here and right now in the present life. Bát chánh đạo gồm có là right view, chánh kiến nè, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. The noble eightfold path include right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Right view, right understanding, and right thought is consists of wisdom, prajna, and right view, right speech, right action, right livelihood, right effort include morality or ethic, effort, right mindfulness, and right concentration. It include consists of right concentration. Như vậy đó, quý vị thấy là bát chánh đạo muốn mà chuyển hóa và nhận diện khổ đau, Đức Phật bằng cách là thực hành và áp dụng bát chánh đạo vào trong đời sống hàng ngày, ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, right here and right now in the present life. Mà bát chánh đạo gồm có bữa mình học rồi đó, cái thấy chân chánh, cái suy nghĩ chân chánh, là gồm có tuệ giác và cái lời nói chân chánh, right speech, right, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, là chỉ cho đạo đức, và cái nữa là suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, và cái mưu cầu đời sống chân chánh và thiền định chân chánh, là nó thuộc về thiền định, tuệ, tuệ giác, đạo đức và thiền định. Now in this paragraph, this new thought. So here we see when the Buddha disciple develop more and more. At a time, thousand disciple of the Buddha. The Buddha give advice to his student. Dear disciple, dear student. Now all of you go different way, don't go the same way. Out of peacefulness for the many, out of happiness for the many, out of compassion and benefits for life, you all don't go the same way, should go different way. How about me? How about me mean how about the Buddha? For me, for the Buddha will go direction of Uruvala mountain, where the Buddha practiced ancestors cultivation about 6 years with five female friends. But the Buddha went Uruvala to teach the truth from the Buddha got enlightenment when the Buddha 35.
I'm from 35 until 80. I'm between 45 years. The Buddha always teach, always teaches two things, two main goals. First, identify suffering. Second, transform suffering by applying and practicing the Noble Eightfold, the Four Noble Truths. You see, suffering, identify recognize suffering and transform suffering by applying and practicing the Noble Eightfold Path, including right view, right focus, speed, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Như vậy đó, thưa đại chúng, là Đức Phật đó, khi mà đệ tử phát triển càng ngày càng nhiều thì Đức Phật nói là các vị đừng có đi một hướng mà phải đi nhiều hướng khác nhau. Còn ta thì đi về hướng Uruvela, nơi mà Đức Phật tu khổ hạnh cách đây vài năm trước, mà Đức Phật tu khổ hạnh lúc mà tu với năm người bạn đồng tu đó, thì Đức Phật đi về cái hướng đó để truyền bá chân lý. Thì trong khoảng mà 35 tuổi, từ 35 tuổi thành đạo với cõi cây Bồ Đề cho tới 80 tuổi là 45 năm đó, khoảng 45 năm đó Đức Phật chỉ nói hai cái điều chính thôi. Lúc nào Đức Phật cũng nói là nhận diện khổ đau và chuyển hóa khổ đau. Remember when somebody asked us about the Buddha, in the whole life of the Buddha, what had the Buddha taught, all the time we say two things. The Buddha teaching two main goals. Recognize or identify suffering and transform suffering. Enough. The Buddha got enlightenment under the Buddha tree in Bodhaya when the Buddha 35 years old. Until the Buddha passed away, all the time the Buddha 80. And in Kusinaga, under Buddha tree, under Salatrin tree, Salatrin. But the between 45 years, the Buddha always this man, two men go recognize suffering or identify suffering and transform suffering. If we answer like that, our time is correct. But we say this and that, this, that, many things, this sometimes not main idea. Như vậy chúng ta thấy thì khi mà cái người ra thi á, cái người mà ban giám khảo hay thầy giáo thọ đó, preceptor tức là thầy giáo thọ đó, mà người ta hỏi chứ cuộc đời Đức Phật 45 năm, Đức Phật nói mấy ấy chính, thì quý vị nói hai nha, two main goal, hai là ấy chính. Một là nhận diện khổ đau, hai là chuyển hóa khổ đau bằng cách là áp dụng mà con đường thánh có tám cái phương pháp tu tập. Quý vị nhớ nha, là bát chánh đạo đó, by applying and practicing the Noble Eightfold Path, remember it. Prajna, wisdom, sila, morality, ethic, and samadhi, meditation. If you you answer now, I'm just I already learned. All the time you tell two main goals to those who ask us. Quý vị khi nào cái người nào mà hỏi thì mình trả lời là hai ý chính, là Đức Phật chỉ nói nhận diện khổ đau và chuyển hóa khổ đau bằng cách là áp dụng tám phương pháp tu tập. Đó là ý đó. Now we keep learning another. Listen, disciple, the Tathagata don't dispute anything with lie. You remember here. Only lie dispute with the Tathagata. To practice it well, wherever you reach the Dhamma. Như vậy đó, hãy lắng nghe các đệ tử. Hỡi các đệ tử, hãy lắng nghe. Như lai đó, không bao giờ. Or we can say Tathagata never dispute anything with life. Đức Như Lai không bao giờ tranh luận với đời. Quý vị nhớ nha.
Sometimes we can use this never. The Tathagata never dispute anything with life. This is very important. Only life in this case, people, secular people. Life means the people. Only life dispute with the Tathagata. Quý vị thấy không? Hãy lắng nghe các đệ tử Như Lai á, không bao giờ tranh luận với đời hết á. Chỉ có đời tranh luận với Như Lai thôi. Bởi vì sao quý vị thấy không? Bởi vì sao? It's very important. Sometimes if those who learn the Buddha teaching don't practice the Buddha teaching, sometimes say this, sometimes say that, sometimes say something right, go another place say something wrong, and sometimes say each other, sometimes say something wrong, face to face something right, but go the back side and say something wrong. But the Buddha who learn and practice the Buddha the teaching very well, and face to face one, behind same, another not number two same. For example, Buddha and his student say the same thing. Buddha with another master say the same thing. Truth. What is truth? Truth. Suffering. The causes of suffering. The cessation of suffering and the past leading to the cessation of suffering. The same. Here, the Buddha say the same. Another place say the same. With this person say the same. With another person say the same. The same idea, same teaching, but truth. That's why many people in the world respect the Buddha, because the Buddha say, Tathagata never dispute anything with life. Only life, only people dispute something wrong, dispute something or anything with the Tathagata. That's why here the truth, and now in the modern time, in the Buddha time, in modern time, they respect the Buddha. Because the Buddha, why this sentence teaches us, learn and practice the same way. Somebody only learn, but practice different way. That talk a lot, practice a little bit. talk very well, talk something very smooth, very fluently, very well, but practice a little bit. But when we understand like that, at a time we are student of the Buddha, the Buddha practice 100%. Maybe for us, maybe 5%, maybe 6%, maybe 10%. But something not clear, we sit together and discuss together. We sit and discuss together. Something good and we keep learning. Something not good, we change. Yeah, simple, easy. If we have a good time, we have a deep heart, deep practitioner. We are deep practitioner, we sit together. We discuss something clear or not. If clear, if good, if smooth, we keep going. If not good, and we change. Simple. The more we understand that, the more we are, the happier we are. Because the Buddha who is fully awakened one, or the Buddha who is perfect, enlightened one. We are maybe 10%, maybe 1%, maybe 2%, fully perfect, fully awakened one, but sometimes in a human being, we are human being. In human being, have in being have a holy, in being have human. You see, in being have a holy, in being have unholy, not holy.
That's why something we think something wrong, something we do something wrong, we did something wrong, and say something wrong all the time. We are good, deep listener because we are well-trained disciple of the Buddha. We sit together, we discuss something clear or not all the time. We keep clear, we keep practice more and more. If something not clear, oh, now please sit together and discuss. Simple. we learn and we practice at our time, might become comfortable, and become light, not heavy. If we learn but don't practice, and my mind become heavy or at time sleep not well. And we understand that our time the Buddha say, dear disciple, dear student, dear disciple, the Tathagata, this is one title of the Buddha. Dear disciple, the Tathagata never dispute anything with time. Only life, only secular people, only people dispute anything with Tathagata. That's why this Bharat, when we understand at that time, the Buddha not only learner, a well-trained learner, both also well-trained, well-educated, practitioner. We learn this and we're very happy. We follow the Buddha way, maybe 1%, from 1 to 5 to 10, we are very happy. We keep learning. Now here you see here the Buddha say, to practice this well wherever you reach the Dhamma. Để mà thực tập cái lời dạy này chân chánh đó, this pronoun chỉ cho cái câu ở trên, this is for the whole sentence, the above mentioned sentence. And practice this well wherever you reach the Dhamma. Bất cứ nơi nào mà bạn giảng, quý vị mà giảng dạy Phật pháp đó, you should nurture love and kindness and compassion, and should not dispute anyone in life. Để mà thực tập cái điều này tốt đó, nơi nào mà quý vị mà học và chia sẻ Phật pháp đó, thì quý vị nên nuôi dưỡng cái lòng từ và bi. Should nurture love and kindness and compassion. Should nuôi dưỡng lòng từ bi và don't dispute anyone in life, và đừng có bao giờ tranh luận với bất cứ ai ở đời. Quý vị thấy không? Very very interesting, very interesting teaching of the Buddha. Now if you want to see again, now please see. And if you want to write, it's very important. This teaching of Buddha. Learn by heart another time. Near future, say the Dhamma another time. We bring this teaching to share this teaching to someone we have good time. You should to practice this well wherever you said you read the Dhamma, you teach the Dhamma, you should nurture love and kindness and compassion, and should not dispute anyone in life. It's very interesting. Maybe we can learn by heart. Simple. the Buddha say, dear disciple, the Tathagata never dispute anything with life. Only life dispute anything with Tathagata. To practice this well. This means the above mentioned idea. And wherever you say the Dhamma, you should, you always nurture love and kindness and compassion. You don't dispute anything in life. Very, very wonderful teaching.
Như vậy đó quý vị thân, thì Đức Như Lai đó là Tathagata là Như Lai đó. Bữa quý vị có nghe đó, Tathagata có nghĩa là gì? Speak, thinking and action the same way. Explain this very clear. Tathagata có nghĩa là lời nói, ý nghĩ và việc làm same way, not different way. Tathagata thì Tathagata là one of 10 title of the Buddha. One of the title of the Buddha. The Tathagata là quý vị đừng họ thực tập cái điều này mà ngon lành đó. Đức Như Lai dạy đó là ta đối với thế gian đó thì ta không có tranh luận. Chỉ có đời tranh luận với ta thôi, còn ta thì không bao giờ tranh luận với đời. Mà người đệ tử mà thực hành cái điều này á mà trọn vẹn thì sao, là khi mà giảng dạy Phật pháp á thì phải thực tập cái, phải nên thực tập cái từ tâm từ bi nữa. Quý vị thấy cái câu không? To practice this well, you should nurture, you should develop love and kindness and compassion. Rất là hay quý vị ha. Thực tập cái tâm từ bi nữa thì lúc đó là quý vị có thể tha thứ cho mọi người được. Tự nhiên có cái tâm từ bi á, mình có thể tha thứ mọi người khi mà người ta làm sai, làm đúng. Thì do đó chỉ cái, thì mình thực tập đó, người mà thực tập được gì đó là không có tranh luận với đời. You see here, when we practice love and kindness, we have brought love and kindness and compassion. Our time, someone mistake, do something wrong. Our time, we have a compassion, love and kindness, and we love him, love her, because sometimes those who are human beings, sometimes they mistake our time. We bring love and kindness and compassion, and we sympathize, and we understand what he did, did something wrong, or do something wrong, or say something wrong, or ask, or do something wrong. Our time we have love and kindness and compassion. Our time we don't dispute anything in life. Thì khi mà mình có cái tâm từ bi á, mình tha thứ, mình biết tha thứ nè. Forgive tức là tha thứ, sympathize tức là thông cảm, forgive, sympathize when we have love and kindness and compassion. Compassion and love and kindness develop more and more. Other time somebody say something good and not good, or do something not good, or think about something not good, all time we have compassion, love and kindness, and we forgive him or her. We sympathize or understand for him or for her. All time anything becomes smooth, simple. We understand and we practice together, all time we are happy. Như vậy chúng ta thấy cái người mà có tâm từ bi rồi đó, đối với ở đời, tức là chúng ta phải hiểu ở đời ở đây có nghĩa là người thân, người thương của chúng ta cũng có nha. Trong gia đình á, là chỉ cho ba, mẹ, anh, chị em, bạn bè, con cái của mình. Ở đời có nghĩa là gì? In life, in this case, in family, we have mother, father, sister, brother, relative, etc. In school, teacher, professor, student. In society, maybe director, manager, worker, more and more, etc. Yeah, in life, we understand. Our time, we practice Buddha teaching. We have unlimited love and kindness and compassion. Our time, we nurture and we love him or her when we practice Buddha teaching well. Thì chúng ta đem cái lòng từ, lòng bi, hỷ xả để chúng ta tha thứ mà khi cái hành động sai của mọi người, thì lúc đó chúng ta rất là an vui. When we practice love, metta, karuna, mudita, upekkha, tức là tứ vô lượng tâm đó quý vị. Tứ vô lượng tâm là immeasurable heart, include metta, karuna, upekkha and mudita, love and kindness, compassion, joy and inclusiveness. Từ bi hỷ và xả. Khi mà mình có cái tâm từ bi hỷ xả rồi đó, đối với đời nó tranh chấp với ta, đối với gia đình thì con cái, vợ chồng, anh chị em tranh chấp, nhưng mà mình có cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ xả lớn lên đó, thì lúc đó mình tha thứ.
Trước nhất tha thứ cho mình, sau đó tha thứ mọi người xung quanh thì lúc đó rất là vui, không rất là ý nghĩa. Tứ vô lượng tâm đó là for immeasurable hot, tức là tứ vô lượng tâm includes, từ là metta, bi là karuna, hỷ là mudita, xả là upekkha. Bây giờ tiếng Mỹ là nhà love and kindness, compassion, joy and inclusionate art, inclusionate equanimity, là tứ vô lượng tâm. When we have on for immeasurable heart all the time, somebody think about something wrong, somebody did something wrong, somebody do something wrong all the time, we have for immeasurable heart all the time, we can forgive him, first forgive ourselves first, and then we forgive other people. The more we understand, the more we love, we understood, and we have each other. That's why we practice Buddha teaching well. We are good practitioners, well-trained, well-educated, well-trained disciple of the Buddha. Something we learn and we practice like that all the time, we are very happy. Now this is a new paragraph. Listen, disciple. As the teacher, what I do is, what I do is out of compassion, bring peace and happiness to living thing and living being on over the planet. Quý vị thấy câu này rất là hay nha. It's very, this paragraph very nice. Listen, này các đệ tử hay là các đệ tử lắng nghe. Ông là người thầy đó, as a teacher, là một bậc đạo sư tâm linh đó cũng được, as a spiritual teacher. Những gì mà ta làm á, what I do, tức là what the Buddha do đó, bây giờ đời á, I in this case the Buddha. Còn những gì mà Đức Phật làm đó là vì is out of, it means is because of, là vì từ lòng, vì lòng bi mẫn ha. What I do is out of compassion and love and kindness. Brings peace and happiness to living thing and living being on our planet. Có nghĩa là gì? Những gì mà Đức Như Lai làm, những gì ta làm, ta đây chỉ cho Đức Phật, là vì lòng bi mẫn cho đời thôi. Out of love and kindness and compassion for life. Vì lòng bi mẫn cho đời không? Như Lai á, hay là ta là chỉ cho Đức Phật mang cái an vui và hạnh phúc cho nhân loại, cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. Có nghĩa là gì đó nha. Thì cái câu này á là mệnh đề gọi là now close á, tức là mệnh đề danh từ, nó gồm có chủ ngữ và động từ, và cái question text á, tức là câu hỏi nữa. What I do là mệnh đề danh từ, là làm tăng ngữ, là làm become a subject á. Những gì mà ta làm là vì lợi ích cho số đông thôi. Out of, because of, out of compassion and loving kindness for life, cho đời. I bring what I do, tức là những gì mà ta làm đó. What I do là cái đây là chủ ngữ. Bring peace and happiness. Những gì mà ta làm đó là gì? Là mang lại, để mang lại an vui và hạnh phúc cho đời, cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. Các vị nắm được cái ý này phải không? It's very clear. What I do is to bring. Nó cái câu này nó mới chuẩn hơn. Nha quý vị ha. Quý vị nắm được như vậy đó thì quý vị chúng ta rất là rõ ràng và rất là hay, rất là ý nghĩa. Là chúng ta nắm được cái ý à. What I do is, trong trường hợp này là nó cũng có cái nghĩa đó vậy.
on what I do, đó là chủng từ, và y là từ động từ. Còn cái vế sau là what I do is in to, bỏ chữ này đi nha. What I do is to bring, là những gì mà Như Lai làm á là để đem lại cái an vui và hạnh phúc cho pháp giới chúng sinh thượng thấp thành bên này. Now here you see here, in the Buddha teaching, in the Buddha, the whole life of the Buddha, when the Buddha said the Dhamma, but the Buddha say what I do means what the Buddha does, and what the Buddha had a thought, is out of peacefulness and happiness and joy and compassion for life. And what the Buddha do, what the Buddha have a thought or does, is to bring this happiness and peacefulness and happiness to living things and living beings all over the planet. You see, and the Buddha can do, we can do. Because the Buddha do 100% a perfect, perfect thing. And we maybe a little bit, but we follow the Buddha. The Buddha teach, the Buddha do bring benefits to everybody, only living, not only living thing, but also a living being. I'm on the world where the Buddha lived, where the Buddha was born, where the Buddha got enlightenment, where the Buddha passed away. It's a good environment. That's why all living thing and living being. And the Buddha can do, we can do. Maybe the Buddha do perfect, something perfectly, 100%, we can follow the Buddha way. Maybe 1% from 1 to 5, we are very happy. But we should practice. That's why when we learn together and we follow something the Buddha said, the Dhamma, we learn and we practice. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật dạy đó quý vị không? Những gì mà Đức Phật làm đó là vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn cho đời. Những gì mà Đức Phật làm đó là mang lại an vui và hạnh phúc cho đời, an vui và hạnh phúc cho pháp giới hữu tình chúng sanh trên khắp hành tinh này. Quý vị thấy không? Now this paragraph, now we spend some minutes and we discuss this. Như vậy chúng ta để dành vài phút và chúng ta chia sẻ cái cảm nghĩ của chúng ta khi mà chúng ta học cái đoạn văn này, để chúng ta biết. Now for this time for us to have a Dhamma discussion. Now I would like to invite Dhamma sister brother to say the Dhamma in this paragraph, maybe Vietnamese, maybe English, or can we understand more. Maybe we listen to a new idea. Và chúng ta sẽ thảo luận cái đoạn này. Đại chúng có cái gì á, cái ý mới hoặc là cái cảm nghĩ gì đó chia sẻ. Now I would like to invite the Sangha to say something. Yet when we learn the teaching of the Buddha in this paragraph. Dạ, mời Vietnamese brother Phát Thanh. Come on, Thai. Yeah. So I wanted to touch on, so you mentioned that, I wanted to mention about the Buddha's focused motivation. So should the Buddha had perfect focus or samadhi when it came to his purpose for sharing the Dharma? So you mentioned that he only taught, or his main two motivations were two things, which in my opinion, they're really one, because he spoke of the recognition of suffering and the transformation of suffering, which is the four, as you mentioned, the four noble truths. And then he taught the noble eightfold path, which the noble eightfold path is an extension of the fourth noble truth, of the path that leads to the cessation of suffering. That is the eightfold path. And then you mentioned about the three aspects of wisdom, wisdom, virtue, and meditation. And in the eightfold path, those are the three
you can separate the Eightfold Path into three sections. You know, you have a couple bits about wisdom, a couple bits about virtue, a couple bits about mindfulness or meditation. So all these things, they speak of one thing that the Buddha, you know, we always think of the Buddha's teaching like a flower. You know, it's like you have the bud, so you have like four leaves on the outside of the Four Noble Truths. And then as you delve into it deeper, and it kind of opens up, those leaves become like eight leaves, and then you see three stems within those leaves, and so it becomes more and more vivid. So I think the Buddha's wisdom in that, you know, he's like, this is my motivation. It is it's really the transformation of suffering. If he only pointed out that there is suffering, that wouldn't have led to anything. The main key point is that when he shares the Dharma, it's to transform suffering. To transform something, you have to first identify it. And then to do that, you have to have a way or a method, and that's the Noble Eightfold Path. But I think the core of his teaching, his main focus, what you had hinted to, was the transformation. Even when he spoke, he's like, if you want to live these things out, if you want to not have conflict with the world, you know, for you yourself not to have dispute with the world, even though the world will have dispute with you, he says you need to have loving kindness, the four Brahma Viharas of loving kindness, compassion, joy, and equanimity. All these things, they seem to really, in my mind, they're all kind of the same thing. It's like a, you know, when you get a jewel, like a really fancy gem, you know, you have the gem, but you turn it and it has all these different sides to it. All these teachings are like different facets to the one Buddha jewel or gem. So that was just the idea I had taking the notes. Thank you. Come on. Cảm ơn Brother Pháp Thanh. Now, cô mời Sister Diệu Thúy, Sister Hạnh Minh, to translate Vietnamese. If not yet, maybe speak English, okay. Mời hai sister, sư cô Anh Minh hoặc là Sister Diệu Thúy, cô Diệu Thúy chuyển ngữ tiếng Việt cho chư thiên Việt hiểu. Còn nếu quý vị mà chưa có chuẩn bị á, thì quý vị có thể speak English, okay. Rồi mời hai vị nào giơ tay và mời cô Diệu Thúy. Dạ, thưa thầy, con xin cố gắng chuyển qua tiếng Việt. I try to translate whatever you just say to the Vietnamese, and I will try my very best to do so. thưa thầy, thì chú Pháp Thăng có nói đến cái mà Phật đã chú ý đến cái việc mà vấn đề là chia trên cũng như là để mà hoằng pháp của Đức Phật, thì Đức Phật có nói đến cái vấn đề đau khổ và cái vấn đề để mà chuyển hóa cái đau khổ đó, thì cái chuyển hóa của cái đau khổ và thì mình cũng phải dựa vào trong cái mà tám điều là bát chánh đạo. Yeah, để mà mình có thể để mình có thể chuyển hóa được cái đau khổ của mình, thì chú cũng có nói đến cái cũng như là Đức Phật, như là có thể là có vài điều nữa mà con quên đi, nhưng mà có một cái điều mà chú nói về cái vấn đề như là cái pháp của Đức Phật đó là như là cái cánh hoa vậy đó. Thì khi mà cánh hoa nó từ cái nụ xong rồi nó nở ra, nó tám cánh, rồi nó cứ từ từ nó nở ra và nó sẽ nhiều ra nữa. Tức là từ một cái nụ thôi mà nó sẽ nở ra rất là nhiều cái cánh hoa. Yeah. Thì chú có nói đến cái vấn đề mà tứ vô lượng tâm mà hồi nãy thầy có đề cập tới, là để mà cũng như là để mà mình không có tranh cãi với đời đó, thì mình phải cần có những cái như là mình phải có cái lòng từ bi để mà mình không có cần phải tranh cãi với ai cả. Thì khi mà mình tranh cãi thì mình cứ dùng cái lòng từ bi của mình.
thì chú cũng có nói đến một cái vấn đề như là một cái viên kim cương á, thì nó có khi mà nó có nhiều, rất là nhiều cạnh đẹp, mình xoay cái cạnh nào nó cũng có cái vẻ đẹp của cái đó, thì cái đó là con chú, cái đó là con tạm tóm tắt về chú Pháp Thành nói. À, cô Hạnh Minh thêm vô đi cô, nếu như mà con có sót điều gì thì cô chêm vô dùng con. Namo Buddhaya, dear master, sister, and brother. Thank you so much, Miss Yuthis. Translates very clearly because some words I don't understand, but she can explain in Vietnamese very well. So I understand more. So thank you so much, and I think Pathan met example the arena for noble path with that look like a flowers, a wood, a little wood, and blossom five petals of the flowers. So I am that make me think about the you know, when we do something good, and after that after many conditions, so the flower need the sun, need the water, need the soil, and need the walker, and the flower will be blossom very beautifully, very very beautiful, and then look like the Dharma, the Buddha teachings. If we have many people, many preacher, many master can handle and can preach and can take the Dharma spread very very clearly and be useful in life, and the Dharma will be make the life more beautiful, look like the flower. Thank you so much. Thank you, Miss Yuthi, for your strong, very gorgeous lessons. Yeah. In Vietnamese, nghĩ là tiếng Việt là cô Yuthi, cô Hạnh Minh, hai vị giống như cầu thủ bóng đá vậy. đưa lại cái sút cho con, cái là lọt cho con liền à. Rất hay. Now in English, Sister Yuthi and Sister Minh, both of you who are gaunt player, pass the goal. Each other shoot the goal, and now goalkeeper pass the pole very very strongly. Yeah, thưa thầy, con be the goalkeeper, thầy. A goalkeeper. Yeah, con là goalkeeper. Go ahead, mình shoot đi cô. And brother Pathan, who is a goals player. Rồi, mời cô Từ Vi Lạc. Cô nghĩ gì về cái đoạn mình vừa học á, cô nghĩ như thế nào? Cô chia sẻ một cái ý chung, cô mở cái mic ra, mở microphone ra. Yeah. Mở cái phone của họ nhà. Yeah. Dạ thưa thầy, cô Vũ Thúy và cô Hạnh Minh á, dịch sang tiếng Việt là chỉ vì con đó thầy. Tại vì con không hiểu cho nên hai vị mới dịch lại cho con nghe. Nhưng mà cô học cái đoạn này á, theo cô nghĩ, cô nhận nhìn sao cô, khi mà cô học cái đoạn mà Đức Phật dạy cho quá trình đi hoằng pháp và ta tranh đời tranh cãi với ta mà ta không tranh cãi với đời đó, cô nghĩ như thế nào? Dạ, con mấy cái đoạn kia thì con hiểu, nhưng mà cái đoạn mà Đức Như Lai không bao giờ tranh cãi với đời, không bao giờ tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Như Lai, chỗ này con chưa hiểu thầy ơi.
thầy làm ơn thầy giảng rõ hơn cái chỗ đó giùm con đi. Sister Tường Vi Lạc didn't understand this sentence. Tathagata never distilled anything in life. With only life distilled anything with me, with Tathagata. Maybe thầy in Vietnamese first. Như vậy là thưa cô, là cái đoạn câu kinh văn này á, Đức Phật dạy là đối với ở đời á, thì á, là chỉ có đời tranh cãi với Như Lai thôi, còn Như Lai thì không có tranh cãi với đời. Bởi vì á, Đức Phật á, là nói như thế này, tức là như nãy mình học cái đoạn cuối á, Đức Phật là trên đời á, thế gian này á, là cái bốn sự thật là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì Đức Phật nói là sự thật thôi, mà Đức Phật chỉ nói là chân lý, không bao giờ nói cái sự mà tranh cãi với đời, là nói sự thua, nói sự tức giận, buồn phiền, tranh chấp. Đức Phật không có nói, không có dạy vậy. Tức là cái nghĩa là Đức Phật chỉ nói cái sự thật thôi. Ông là ví dụ là ông đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là con đường đến khổ diệt, và nói về chân lý thôi. Ông Đức Phật chỉ nói là cái sự thật để cho con người đó, hiểu được tu. Mà trong cái sự thật đó, cái chuyện này, cái đề tài nó lớn lắm. Sự thật đó là cái gì? Sự thật đó là có nghĩa là gì? Tôi thế nào cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh khỏi sự già nua này. Nha. Đức Phật nói như vậy, tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh khỏi cái bệnh này. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh khỏi cái chết này. Tất cả những nghiệp thân, tất cả những gì do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của tôi tạo tác và gây ra, tôi không thể nào xa lìa và buông bỏ, dù đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Thì Đức Phật dạy chân lý, dạy chân lý thôi, không bao giờ tranh cãi ở đời. Có nghĩa là gặp với nhau rồi nói chuyện tầm phào, nói cái chuyện không có lợi ích, nói cái chuyện xấu hay nói chuyện hận thù giận dữ, Đức Phật không có nói gì. Mà chỉ có cái người mà không học Phật pháp, hoặc là học Phật pháp mà không thực hành, do đó mới nói xấu với ta. Có nghĩa là gì? Nó đi ngược lại lời dạy của ta. Đại chúng nắm được ý này ha. Tức là ta không có bao giờ tranh cãi ở đời, tự vì Đức Phật nói cái chân lý không à. Còn những người mà nói không phải chân lý thì nói nào là sự ganh tị, hơn vua, buồn, giận, hờn, trách, vân vân và vân vân. Cho nên Đức Phật nói như vậy đó, nói sự thật, nói chân lý. Con mắt này thế nào, con mắt này phải mờ, không thể nào nó sáng mãi. Cái tai này sẽ mờ, không bao giờ xa nghe rõ mãi. Thì Đức Phật nói sự thật mà. Con người nó phải có cái chu kỳ sanh già bệnh chết, Đức Phật nói bằng con người lớn lên nó phải qua nhiều chu kỳ, là sự thật. Còn thế gian á, không học cái lời chân lý, mà ngược lại đó là nói cái sự hơn thua, trách móc, hờn giận, đủ thứ chuyện hết. Cho nên chỉ có đời tranh cãi với ta, do tranh cãi với ta cho nên đời khổ. Cô hiểu năm ý chưa? Dạ, yeah, con cảm ơn thầy. Đó, thì đó, như vậy đó. Tức là Như Lai không bao giờ tranh cãi ở đời, chỉ có đời tranh cãi. Bởi vì đời không học lời dạy của Đức Phật, và ngược lại có học mà không có thực hành, không có tranh cãi, hờn trách, đủ thứ chuyện ở đời, lúc đó khổ tâm, khổ tâm, khổ cho mình, khổ cho người xung quanh. Cho nên chỉ có đời tranh cãi với ta, cho nên Đức Phật chỉ dạy chân lý mà thôi. In English, Tathagata never didn't or doesn't dispute anything with life, only life dispute anything with me, with Tathagata. This sentence means the Buddha always teaches the four noble truths, or the noble eightfold path, the truth. The Buddha say something true. This suffering, this is the cause of suffering. This is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the path leading to the suffering.
are the four noble truths, are the four immeasurable heart, metta, karuna, love and kindness, compassion, joy, and inclusive equanimity. The Buddha always say something true, say the truth. But the light, in this case, people, like in this case, secular people, people, don't learn the Buddha teaching. Sometimes say different ways. Sometimes say something angry. Say something jealous. Say something hateous, etc. But someone learn the Buddha, but don't practice the Buddha teaching all the time. Only people dispute anything with me, with Tathagata. So they suffering. So they are suffer. They become suffer. They are suffering. They are suffer people. That's why the Buddha say in this case, the Tathagata had the ability to teach the Dhamma, to teach the truth. This is right view, right talk, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Vrajna, wisdom, morality, ethic, morality, and concentration. But how about Bibo? Don't learn the Buddha teaching. All the people learn the Buddha teaching, but don't practice the Buddha teaching. All the time they say, they think about wrong thing, wrong talk, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and right concentration. That's why they are suffer. The Tathagata, who is the fully awakened one, only teach the truth, reach the truth, the truth. And I'm very happy people person, you see, and that's why the Tathagata never dispute anything with life. Only life learn the Buddha teaching, but don't practice the Buddha teaching. All the time they have mistake. They have a wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. That's why this sentence meaning like that. They say something angry, they say something hatred, they say something sorrowful. That's why they become who have a duty, who have the ability to teach the Dhamma, to teach the truth, to show the truth to someone who have good time to learn the Buddha teaching. And practice the Buddha teaching, all the time okay. But learn the Buddha teaching, don't practice the Buddha teaching, they become suffer. That's why only like this view, anything with Tathagata, with me, with Tathagata. Như vậy là chúng ta hiểu, như vậy là cô Từ Bi Lạc hiểu nha. Nắm được cái. Yeah, cảm ơn thầy. Yeah. Yeah. Now we study one paragraph more and then the end. Stop. One more. Did a tree stump? Did a the quiet place? Be diligent in your meditation practice. Do not be distracted. Do not repress it later. These are my teaching. Vì câu này hay lắm đó nha. Đây là cái gốc cây. A tree stump, đây là cái thân cây đó quý vị. Đây là thân cây, đây là nơi, đây là chỗ trống, là ngôi nhà, nơi trống, nơi vắng vẻ đó, nơi định tĩnh đó, nơi đây là gốc cây, đây là nơi vắng vẻ, đây là nơi yên tĩnh. Quý vị hãy sao? Hãy tinh tấn trong thiền tập. Be diligent in your meditation practice. Đức Phật dạy đó, đây là gốc cây, đây là nơi nhà trống, hay là đây là chỗ yên lặng, quý vị hãy tinh tấn trong cái thiền tập. Đức Phật khuyến khích đó mà be diligent in your meditation practice. Brother Phát Thanh practice this well. I am happy. Be diligent in your meditation practice là hãy tinh tấn trong thiền tập. Đức Phật dạy nha.
don't be, do not, tức là don't be distracted, đừng có để bị lãng, sao lãng đi, sao lãng đi. Don't regret it later, chớ để sao lãng, chớ để hối tiếc về sau. Đức Phật dạy đó, đừng để sao lãng và đừng để hối tiếc về sau. Do not regret it later. Đây là lời dạy của ta. Quý vị nhớ nha. This is my ultimate teaching. This is my necessary teaching cũng được. Đây là lời dạy thiết yếu hay practical. These are my practical teaching. These are my ultimate teaching. Đây là lời dạy theo hàng chốt hay là lời dạy thực tiễn của ta, tức là của Như Lai đó. Quý vị thấy không? Chỗ này nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc cái đoạn này. This maybe including Barak. This is the Buddha give advice and his student. This is the tree stump. This is a choir's house. This is a choir's play. This is a choir temple, body symbol. Be diligent in your meditation practice. Be diligent in your meditation. Don't be distracted. Don't be regret it later. This is my practical teaching. This is my ultimate teaching. These are my necessary teaching for you all. Quý vị thấy không? Thì Đức Phật dạy nó, đây là Đức Phật cuối kết thúc cái đoạn mình học vừa rồi đó. Thì Đức Phật dạy nó, đây là gốc cây, đây là nơi nhà trống, hay là đây là chỗ trống, chỗ yên tĩnh. Các vị hãy tinh tấn trong thiền tập. Why the Buddha emphasize be diligent in your meditation practice? Why the Buddha emphasize it? Đức Phật nhấn mạnh chỗ này bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy in Vietnamese first. Bởi vì Đức Phật thấy đó, quý vị thấy không? Bởi vì quý cô, quý Phật tử mình á, đại chúng thấy á, mình thường mình đi chùa hầu như là các chùa cứ kêu mình niệm Phật, niệm danh hiệu này kia, nhưng mà niệm một cái danh hiệu thôi. Chứ trong khi Đức Phật niệm phải niệm đủ 10 danh hiệu. Thì lúc đó mình mới gọi là một cái danh hiệu trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Còn đây niệm một cái danh hiệu Phật là một cái danh hiệu riêng thôi. Nó thiếu chính cái danh hiệu kia. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là một cái danh hiệu riêng thôi. Trong khi chính cái danh hiệu kia mình không có niệm nó, thì lúc đó nó thiếu. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh là hãy tinh tấn trong thiền tập. Bởi vì sao quý vị thấy không? Bởi vì quý vị thấy không? Thở vào mình làm nhiều việc, nhưng mà mình thở vào mà không thở ra cái là mình qua đời khác. Do đó Đức Phật nhấn mạnh á, hãy thiền tập. Bởi vì hơi thở không có ai chú ý, mà khi mà ai mà chú ý nó là hơi thở cái tỉnh thức, hơi thở cái chánh niệm. Cho nên nó có thở, còn thở là ta còn sống. Vậy là sướng hơn vua trên đời. Do đó quý vị thân, nhấn mạnh cho thiền tập có nghĩa là gì? Là trân quý cái sự sống của chúng ta. Thở vào, con biết con thở vào. Mình thấy nó đơn giản, nhưng mà khi mà mình thực tập rồi, mình thấy mình trân quý cái hơi thở đó. Thở ra, con biết con thở ra. Nếu mà con má ngồi đây với con mà má không thở là má đi du lịch rồi. Quý vị thân, con đang ngồi đây mà con không còn hơi thở vào, hơi thở ra, thì con cũng đi du lịch rồi. Do đó Đức Phật nhắn là hãy tinh tấn trong thiền tập, là trân quý hơi thở đó quý vị. Cho nên nhấn mạnh cái chỗ này thì khi mà quý vị mà học, tự nhiên quý vị cảm động lắm và trân quý cái sự sống mình lắm. Rất là ý nghĩa. Thở vào, con biết con đang còn sống và ngồi đây cùng thiền tập và học Phật pháp với đại chúng hôm nay, rất là trân quý. Còn mình cứ niệm Phật cuối cùng chứng nào tật đó, về nhà là giận thì cũng giận thôi. Ở nhà ba mẹ hay con cái nói mình cũng giận, rồi anh em nói mình cũng giận, cho nên nó không có chuyển hóa được. Còn ở đây Đức Phật nhấn mạnh về thiết thực hiện tại, thực tập ngay trong cái đời sống hiện tại, ở mà trân quý nó thì mình thấy mình an lạc, có chắc an chắc lạc ngay lúc mình thực tập. Thì mình hiểu được như vậy đó, rất là ý nghĩa.
Now in Vietnamese, now in English. in this case, the Buddha emphasized, be diligent in your meditation practice. This is very, very strongly when the Buddha emphasized our practice, because sometimes somebody follow traditional Buddhism and go to the temple, the master or the monk or the nun or the leader ask, invite Ubasaka, Ubasika, female lady study devotee, male lay devotee, who practice and recite the name of the Buddha. Only one title of the Buddha. Why is the Buddha have 10 titles, but go to the temple, only recite the name of the title. Only one title of the Buddha, and 9 titles we forgot. Other time not good. Though who was from the teacher, so invite, interview, show the way for Ubas and for lay people who have time to practice to recite the name of the Buddha should recite the 10 title of the Buddha. It's better. But sometimes Namo Ayida Phat, Namo Amitabha Buddha, Namo the original master Sakyamuni Buddha, Yat Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Only private name, only one title, not enough. In this case, the Buddha say, if you recite the name of the Buddha, should recite enough 10 title, enough title of the Buddha. Tathagata, the one-on-one, exalted one, the fully awakened one, etc. like that. The master who is the one-on-one, the master who is the fully awakened one, the master understand the world, the master is the most worthy to make offering, make offering, the master understand the world, the master have virtuous conduct inside, the master have obtained perfect peaceful joy and deliverance, the master understand the world clearly, the master have the ability to subjugate people, the master of both God and human being, the master attain enlightenment and awakening completely, the master deserve to be best honor in the world. 10 titles of the Buddha is okay, but sometimes go to the temple, the monk or the nun, this Ubasaka, Ubasika, only one title, not enough. And here the Buddha emphasized, be diligent in Dhamma practice, meditation practice, because you see, normally we don't focus on, we don't know our breath in our in breath and out breath. Sometimes you breathe, I breathe, you breath, I breathe, I don't know, but they don't have mindfulness. You breath, I breath, but in this case, breath is not mindfully. But when we are good practitioner, we treasure in breath and our breath mindfully and consciously. Breathing in here, we practice daily. Breathing in, I know I am alive. And practicing meditation and learning the Buddha teaching and practice the Buddha teaching with the Sangha. We nurture when we're still alive. Because when we're still alive, when we practice mindful in breath and our breath, our time, we're still alive, we can sit here, we can listen to, we can talk each other, we can learn the Buddha teaching together. So meditation practice very important. Daily, we don't nurture, we don't practice our time. Breathing in, we don't breathe out, we sleep well. Breathing in, we don't breathe out, we pass away, we die. But normally they do another thing, they recite, they learn something like that, but they forget in breath, have rest mindfully and consciously.
That's why the Buddha, in this sentence, the Buddha emphasized, be diligent in your meditation practice. When we understand that, when we have time, super time to to practice Buddha teaching by meditation practice, written in and written out, I am still alive. Written in and written out, and I'm feel happy and peaceful. Like that, we practice simple, but very, very comfortable. Understand, we know, I'm still alive. And we know we are still alive and we are very happy. And if we don't practice in like that, all the time we forget anything, don't forget yourself. Mindful impression our breath all the time. It's not good, good for practice. When we understand another time, we the day by day and by night, when we have some time suitable for us, and we spend half an hour, 1 hour for meditation practice all the time, body and mind will become portable, more and more comfortable. Brother Phaphan, practice meditation, maybe spend a lot of time practicing meditation more and more. I'm very happy. I support it. Sister Yuthi also, sometimes teach yoga with the brother sister, but sometimes apply meditation to yoga. Sometimes I'm teacher, a yoga teacher. I'm also meditation teacher, and bring teaching of the Buddha to someone. And we Hạnh Minh Sư Cô and Từ Bi Lạc and Thầy Sĩ support to him. and Thầy Sĩ Thầy Chích Chintita American monk support together. Now, the Buddha emphasized us when we have free time, we do something morning, afternoon, and evening. We spend a lot of time practicing meditation. Our time, our body and mind more and more comfortable, feel more and more comfortable. If we practice well, and we help our body and mind become relaxed. Và mỗi ngày như cô Dư Thí, Từ Bi Lạc và đại chúng cùng học đó, chúng ta hiểu đó, thì mình hồi giờ mình học mình niệm Phật cái chuyện hết, nhưng mà cái mà quán niệm hơi thở vào hơi thở ra mình quên. Thì hôm nay nhờ mình học với đại chúng gì đó, cái mình trân quý cái hơi thở vào hơi thở ra. Nói gì chứ đơn giản lắm thưa các con à, má ngồi đây chứ mà má quán niệm hơi thở vào hơi thở ra, còn hơi thở là má còn sống. Mà má thở mà khỏe là sướng hơn ông tổng thống ở trên đời á con à. Đó thì mình trân quý, mình rất là vui, mình nói gì đây nha, ông má còn thở là má còn sống, mà hôm má mà hết thở là má đi du lịch á con à. Đó quý cô mà trân quý á, mấy cô thích lắm, học mà mình hiểu được á mình thích lắm. Chứ còn niệm Phật á, khổ cũng niệm Phật, mà bị má đánh cũng niệm Phật, bị bà đánh cứ niệm Phật là sai hết rồi, tập đường rầy. Rồi khi rớt cũng biểu ta niệm Phật cũng trật đường rồi. Cho nên cái mấy cái đó giáo dục gọi là giáo dục ngồi sọ. Mấy cô nắm ý đây nha. Giáo dục mà cái kiểu mà trong thiền môn vậy, mà nếu mà hướng dẫn đó là gọi là giáo dục ngồi sọ, không có đúng phương pháp Phật dạy. Thì rớt mấy đứa con của mình thì rớt đó. Niệm Phật đấy con thì thi đậu à. Nằm mơ mà nó thi đậu á. Somebody now in English. You see here, if we learn the Buddha teaching, we have good method to practice and to learn the Buddha teaching. Other time we are very happy. But you see here, some student, Dhamma, some sister, brother, some son or daughter in our family, in the temple also, Dhamma sister and brother, when they fell, they took the test. But normally they have 100 point, but today only maybe last night study not well, and our time got only 10 point. Well, our time go to the temple, go to family, mommy or daddy, master say,
Now recite the name of the Buddha. Recite the name of Buddha. Oh, this strong. This in this teaching, in this education, is the Buddha saying brainwash. You see, brainwash education. This wrong. Education for brainwash. Brainwash is not good. And when someone didn't study well, another time obtain 10 points, his friend or her friend, today got 100 points, 80 and 90 points, A point, but he only 10 points fail. Our time go to the temple, go to the parent family, they say, if mother, father, who are good teacher, say no, because last night you watch TV a lot, you play game a lot, you didn't study. Now I have good method to show you. Now spend Robert time learning, learn more and more. Reject, didn't play game more. Our time spend Robert time for learning more and more. Respect her. I hope next week you get 100 point easy for you, 8 point for you easy. If a good teacher, good instructor, it's good. But everything, when do something wrong, do something right, now recite the name of Buddha, recite the name of Buddha. Wrong, not correct. This brainwash teaching. You see, brainwash education is not correct. The Buddha teaching, they don't have a good method. Even they go to the temple, the master, the monk or the nun, ask student, ask young people. Now recite the name of the Buddha. Now recite chant mantra. Wrong, not correct, not good method. Now, if you took a test, got a very lowest point, low mass. Now, don't waste time. I'm learning playing game. Now, reject it. Study, spend proper time learning and studying. More time. I hope next week you get more and more fun. Okay, easy for you. Thì quý vị thấy mình học theo cái kiểu truyền thống đó, thi đậu thì nhờ niệm Phật cũng nói cũng ok, còn thi rớt cũng nói niệm Phật đi con, niệm Phật đi con, thậm chí nó kêu niệm chú đấy chứ. Niệm chú là chant mantra đó, niệm chú con nó học đại bi, trong khi thi cử tới nơi là biểu con ta học đại bi. Học như luôn rồi, âm tháng thì phạm biểu sao người ta học được. Nó không có hiểu. Mà vô học rồi cuối cùng vô ra nó thi chẳng lẽ thầy cô giáo cho cái bài thi đại bi vậy sao? Cuối cùng cứ niệm đại bi con. Mày nó học chăm chỉ, nó học đại bi có ngày à. Mà nó học bài của nó cả tuần á, cho nên nó được điểm cao. Thì lúc đó nhờ niệm Phật, nhờ niệm chú. Còn mà nếu mà nó mà thi mà điểm là thấp á, lúc đó cái giáo dục đó là gọi là giáo dục ngầu sọ. Giáo dục nên trong trường hợp này á, là người hướng dẫn đúng á, chúng ta phải biết cái phương pháp hướng dẫn cho nó đúng để cho mình có cái phương pháp hướng dẫn cho cái người sau để ta học cho nó thuộc bài. Nhờ vậy thì rất là hay. So anything depend on good instructor who have good method to show step by step for student or for those who want to learn to study step by step or some easy for him or for her. If anything, give chant mantra, recite the name of the Buddha, it's not good, not correct. It's brainwashing, and brainwashing education is not good method. But if those who are good instructor give good instruction for him or for her, step by step. If you today you got very low point, low race, maybe you should didn't play game
video game online, and you should spend proper time learning, studying your exercise, homework very well. And I hope next week you are good. You will have good upon, and you will have a right age. It's easy if we are good instructor. Như vậy chúng ta học cái đoạn này chúng ta cũng giống như là cái phương pháp của Đức Phật dạy đó. Nếu mà chúng ta chỉ dạy hướng đúng thì chúng ta dùng cái phương pháp thiền tập để chúng ta ứng dụng vào đời sống và chúng ta trân quý sự sống khi chúng ta còn thở vào và thở ra. Chứ còn mà chúng ta niệm Phật mà nhiều khi thì cái phương pháp niệm Phật cũng hay, nhưng mà tùy lúc tùy chỗ, chứ không phải là lúc nào cũng niệm Phật, mà trong khi niệm Phật là một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật thôi. Còn mà niệm đủ 10 danh hiệu là mình phải niệm cho nó đầy đủ như nãy thầy hướng dẫn. Còn cái phương pháp thiền tập là trân quý cái hơi thở và trân quý cái sự sống mình, nhờ cái hơi thở và sự sống mình mới ngồi ở đây, mình mới tu học với đại chúng, thì mình học mình hiểu gì đó rất là ý nghĩa. And now to include, today we study the historical Buddha, but in this case the Buddha remind us this is the tree stone, this is the quiet place, this is the quiet temple, this is the quiet family. Spend your proper time learning, practice meditation, be diligent in your practice meditation. Be happy yourself, and don't be distracted, don't be regret it later. This is the Buddha. Now the end of this study today, do you have some you say something good and we learn together in Vietnamese and English? Và cuối cùng là kết luận cái bài này đại chúng có cái gì chia sẻ thêm, mời đại chúng chúng ta cùng chia sẻ. Đây là gốc cây, đây là nơi nhà trống, quý vị hãy tinh tấn thực tập thiền tập và áp dụng thiền tập vào trong đời sống hàng ngày để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại. Đừng có để thời gian sao lãng và đừng có mà quên cái thực tập chúng ta tiếp vào sau. Đây là lời dạy chân tình của Đức Phật đối với chúng ta. This is the now again. This is the tree stone. This is the quiet place. Spend your proper time practicing meditation diligently and happily. If we forget to practice meditation daily, weekly, and monthly, and we will be refreshed it. And this is the Buddha ultimate teaching for us. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Rồi bây giờ kết thúc ở đây, đại chúng. Do you have some idea to share? If have new idea, please share together, we learn together. If not yet, we share the merits. cô Từ Vị Lạc, cô Dự Thúy, sư cô Anh Minh có cái gì? Hey, brother Pháp Thanh, do you have some to share? If not yet, and maybe another time, next time. And Saturday, busy, and maybe Saturday we don't have class. Maybe next Tuesday, because this Saturday and Sunday busy, people come and other time busy. And this today okay, we study, but Saturday maybe we don't have class. Yeah. Now anything okay? There is message. Đại chúng đều rõ phải không? If you are rõ, if you are clear, we put hand together and share the merit. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Mời đại chúng. Nguyện đem công đức này
hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. The merits reciting the training, practicing the way of awareness, you brought the benefits without limit. We vow to set the books with all means. We vow to offer to be the parent, teacher, friends, and numerous beings who give guidance and support along our path. May the merits of this practice benefit all means and bring peace, salut, lành thay, well done, and excellent. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính chúc đại chúng được vui khỏe, thân khỏe và tâm an. I would like to wish you all that my brother Pháp Thanh, Sư Cô Hành Minh, Cô Từ Quy Lạc, Cô Như Thí và brother Chintita well. Con chào thầy. Dạ, chào cô Từ Quy Lạc. Yeah.